không thể để chủ đầu tư phè phần hưởng thụ, còn người dân mãi đi răng băng rôn đòi nhà. Trong những năm qua, không ít trường hợp người mua nhà phải chịu thiệt thòi khi phải đóng một khoản tiền đặt cọc lớn cho các dự án nhà ở hình thành trong tương lai, nhưng chủ đầu tư không triển khai xây dựng đúng tiến độ hoặc thậm chí phá sản, khiến người mua phải chịu tổn thất nặng nề cả về tài chính lẫn tinh thần. Nhiều gia đình thu nhập khiêm tốn phải vay mượn, đóng góp mới có đủ số tiền cọc lớn theo yêu cầu của chủ đầu tư để sở hữu một căn nhà. Thế nhưng, khi kéo dài không được giao nhà, họ vẫn phải trang trải các khoản vay ngân hàng tháng, dẫn đến khó khăn chồng chất. Chính vì vậy, chính phủ đã đưa ra quy định mới về đặt cọc tối đa 5% giá bán trong luật kinh doanh bất động sản, sẽ hạn chế được gánh nặng tài chính ban đầu cho người mua, đồng thời buộc chủ đầu tư phải thực sự khẳng định khả năng tài chính và năng lực triển khai dự án. Nhà đầu tư ảo, thiếu năng lực sẽ khó có cơ hội lừa đảo, trao chớ với người mua nhà. Bên cạnh đó, quy định mới còn ghi rõ những điều kiện mà chủ đầu tư phải đáp ứng để được huy động vốn từ người mua, như có giấy phép xây dựng, thông báo khởi công, nghiệm thu hạ tầng. Điều này giúp minh bạch hóa quá trình triển khai dự án, tránh tình trạng chủ đầu tư ì ạch kéo dài, người mua nhà vẫn phải đóng tiền mà không được giao sản phẩm. Có thể thấy, quy định mới về đặt cọc mua nhà là một bước tiến đáng ghi nhận trong việc kiềm chế những hành vi lừa đảo, gian dối, bảo vệ quyền lợi tối đa cho người mua nhà. Người dân có thể an tâm hơn khi đầu tư vào một dự án bất động sản mới, tránh được những rủi ro đáng tiếc xảy ra.